là số nhị phân chạy từ 000 hết cho đến 11111 hết. Nếu các bạn đổi các giá trị nhị phân nhà ra thập phân thì chúng ta có các giá trị tương thập phân tương đương sẽ chạy từ 0 cho đến 2 mũ n trừ 1 đó. Vậy thì các bạn, tôi xin được nhắc lại công thức này. Cho các bạn một dãy nhị phân n bit thì các bạn có thể thiết kế được 2 mũ n số nhị phân n bit có giá trị nhị phân chạy từ 000000 hết n bit 0 đến 11111 hết n bit 1. Nếu chúng ta đổ ra thập phân thì các giá trị này sẽ chạy từ 0 cho đến 2 mũ n trừ 1. Để cho dễ hiểu, chúng ta cùng quan sát một vài ví dụ. Ví dụ thứ nhất, nếu chúng ta cho n bằng 2 thì chúng ta tạo được tổng cộng là 2 mũ 2 bằng 4 số nhị phân 2 bit. Đó, chúng ta sẽ tạo được tổng cộng là 2 mũ 2 là 4 số nhị phân 2 bit. 4 số nhị phân 2 bit này sẽ chạy từ 00 hết, các bạn thấy không, 2 bit 0 cho đến 11 hết là 2 bit 1. Các số nhị phân ở giữa là 00 rồi đến 01, 01 rồi đến 10. Nếu ta đổi sang thập phân thì chúng ta có 00 đổi sang thập phân là 0, 01 đổi sang thập phân là 1, 10 đổi sang thập phân chính là 2, 11 đổi sang thập phân là 3. Các bạn tinh ý để ý một chút xíu, có phải là 3 thì bằng 2 mũ 2 trừ 1. Vậy có đúng là nếu đổi ra thập phân thì chạy từ 0 đến 2 mũ 2 trừ 1 đúng như công thức của chúng ta đã đưa ra trên kia đúng không nào? Đó. Nếu các bạn muốn kỹ hơn, các bạn có thể khảo sát một cái ví dụ dài hơn tí xíu nữa để các bạn thấy rõ cái tính chất này. Ví dụ như nếu tôi cho n bằng 3 thì tôi tạo được bao nhiêu số nhị phân 3 bit, chắc các bạn cũng trả lời nhanh được là chúng ta tạo được 2 mũ 3 là bằng 8 số nhị phân 3 bit ha. Đó. 8 số nhị phân 3 bit này sẽ chạy từ 0000 hết cho đến 111, tức là 3 bit 0 cho đến 3 bit 1. Các giá trị ở giữa cụ thể là 001 010 011 100 101 110 và 111. Nếu chúng ta đổi sang thập phân thì chúng ta có cái này là 0, cái này là 1, số này là 2, số này là 3, số này là 4, số này là 5, số này là 6 và số này là 7. Có phải là chạy từ 0 cho đến 7 là bằng 2 mũ 3 trừ 1 hay không? Đó, thưa các bạn, thì đó là cái điểm thứ hai các bạn cần phải nhớ trong cái, các cái công thức tính về tính toán nhị phân, đó là các giá trị của 2 mũ n là dạng công thức tính toán thứ hai cần phải nhớ. Bây giờ các bạn cần phải nhớ thêm một số bảng như sau, bảng giá trị như sau để các bạn có thể tính toán nhị phân cho nhanh. Mình xin phép các bạn được xóa toàn bộ phần bảng này. Thứ hai, mình sẽ trình bày cho các bạn hai cái bảng nhị phân, thập phân, các giá trị quen thuộc đổi mà các bạn buộc phải nhớ để có thể tính toán nhanh nhẹn. Thì đây, xin mời các bạn cùng quan sát bảng tính thứ nhất. Đó, chúng ta ghi nhớ hai cái bảng như sau. Tôi được phép sang phần thứ ba, các bạn buộc phải thuộc lòng cái này trước khi tính về IB. Bảng, chúng ta có bảng 1 gồm các giá trị như sau. Ta xét các giá trị nhị phân 8 bit cụ thể như sau. Rồi, chúng ta có 8 bit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi sang dạng thập phân thì thưa các bạn biết rồi, có thể tính nhanh được là bằng 0. Nhưng mà 1 bit 0, 1, 7 bit 0 thì khi đổi sang thập phân ta sẽ có giá trị là 128. Rồi, chúng ta có 2 bit 1, 6 bit 0 đổi sang dạng thập phân chúng ta có giá trị là 192. Rồi 3 bit 1, 5 bit 0 khi đổi sang thập phân chúng ta có giá trị là 224. Hay 4 bit 1, 4 bit 0 đổi sang thập phân chúng ta có giá trị là 240. 5 bit 1, 3 bit 0 đổi sang thập phân chúng ta có giá trị là 248. Hay là 6 bit 1, 2 bit 0 đổi sang thập phân chúng ta có giá trị là 252. Rồi chúng ta cho số bit 1 tăng liên tiếp, tức là bây giờ chúng ta có 7 bit 1, 1 bit 0 thì có giá trị là 254. Và cuối cùng nếu chúng ta để tất cả 8 bit đều là
một cả thì chúng ta có giá trị thập phân tương ứng là 255. Bảng này bắt buộc các bạn phải thuộc để chúng ta có thể tính nhanh subnet map trong phần tính toán subnet mà tôi sẽ trình bày các bạn sau. Bên cạnh bảng 1, các bạn thuộc cho mình cái bảng 2. Bảng 2 ta còn gọi là bảng bước nhảy. Nếu như gọi N là số bit mượn, đó là số bit mượn. Còn số bit mượn là gì thì khi nào bước vào phần GIP tôi sẽ giải thích cụ thể với các bạn tạm chấp nhận. Thì chúng ta có cái khái niệm là bước nhảy. Nếu ta mượn N bit thì chúng ta có bước nhảy được tính bằng công thức 2 mũ 8 trừ đi N. Nếu như các bạn ngại trong việc nhớ cái công thức này, tôi xin liệt kê ra một cái bảng luôn. Bảng này gồm hai cột, gồm hai hàng, xin lỗi các bạn. Hàng trên là số bit mượn, hàng dưới là bước nhảy. Và các giá trị sẽ được tính toán như sau. Đây, mời các bạn cùng xem. Nếu tôi mượn 1 bit thì có phải là 2 mũ 8 trừ 1 là 2 mũ 7, bước nhảy là 128, đúng không? Rồi, nếu tôi mượn 2 bit thì chúng ta có 2 mũ 8 trừ 2 tức là 2 mũ 6 là 64. Tương tự như vậy, nếu tôi mượn 3 bit thì tính được bước nhảy là 32. Mượn 4 bit thì bước nhảy là 16. Mượn 5 bit thì bước nhảy là 8. Mượn 6 bit thì bước nhảy là 4. Mượn 7 bit thì bước nhảy là 2. Và mượn 8 bit thì bước nhảy chỉ còn là 1. Thì thưa các bạn, tôi khuyên rằng các bạn nên ghi nhớ các cái bảng này, hoặc nếu sau này các bạn chưa thuộc thì sẽ phải tính toán nhiều. Mỗi lần tính toán sẽ tra cái bảng này và dần dần các bạn sẽ thuộc thôi. Nhưng tốt nhất các bạn nên thuộc trước để sau này chúng ta thực hiện tính toán IP cho đơn giản, cho nhanh và hiệu quả. Thì thưa các bạn, tôi đã kết thúc xong phần review lại một số cái vấn đề tính toán để các bạn có thể nắm trong việc tính toán địa chỉ IP. Theo các bạn, sau khi các bạn đã được ôn tập lại một số cái công thức tính toán trong việc tính toán địa chỉ IP thì chúng ta cùng nhau đi vào một cái slide trình chiếu để giải thích xem địa chỉ IP là gì và định dạng của nó như thế nào. Thưa các bạn, chúng ta bắt đầu trong bài học của chúng ta. Chúng ta cùng nhau xem đây là một cái IP header. Thì như đã nói các bạn rồi, là bất kỳ một gói tin nào nó cũng có hai phần là phần tải và phần header. Phần header chính là thông tin quản lý cho gói tin ấy, phần tải chính là dữ liệu của gói tin ấy. Thì gói tin IP cũng sẽ có hai phần là IP header và phần đi tiếp theo là phần data, tức là phần tải của nó. Thì mời các bạn cùng xem, IP header nó gồm nhiều trường, gồm rất là nhiều trường. Đó, xin được trình bày các bạn, đây tôi xin được nói qua một số trường. Chúng ta có trường version cho biết địa chỉ IP này là thuộc phiên bản mấy, giao thức IP đang chạy thuộc phiên bản mấy. IP header length cho biết toàn bộ cái header này dài tổng cộng là bao nhiêu. Service type, trường này sẽ sử dụng trong công việc là QoS, Quality of Service, tức là kỹ thuật này sử dụng để bảo đảm chất lượng dịch vụ. Packet length sẽ cho biết toàn bộ gói tin IP dài tổng cộng bao nhiêu byte. Ba trường Identification, Flag và Fragment Offset sẽ dùng để phân mảnh gói tin IP khi gói tin IP quá lớn để đi vào một cái vùng data link nào đó. Trường Time to Leave này sẽ dùng để chống lúc cho gói tin IP khi đi trên môi trường mà xảy ra một cái quyết định định tuyến sai lầm khiến gói tin bị chạy vòng, và trường Time to Leave này sẽ giúp để hóa giải cái chuyện chạy vòng đó. Trường Protocol ID sẽ cho biết là phần dữ liệu đằng sau là thuộc cái giao thức nào lớp trên được đưa vào.